Ai nhảy? Ai Liêu Khoa Pepsi. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. giọng Hoa nghe có dễ hơn không mọi người? Hai Liêu Khoa Pepsi. Nữa tặng cái gì nữa rồi đó, tặng cái gì nữa rồi đó. Ambo. Cảm ơn Mr. Bean nha, cảm ơn em rất nhiều. Vợ gì trông tươi dữ vậy ta? Ơ kìa, sao anh em biết vợ Khoa gì vậy? À, hồi nãy má vợ tôi mới đăng story tôi mà. Đúng rồi, vợ Khoa mới gì anh em à, vợ gì phải tươi chứ. Trời ơi, xa vợ xa con, đúng không anh em? 10 ngày rồi đó. À, nhớ vợ và tối ngủ một mình cô đơn lắm. À, giờ vợ con về mình vui là cái chuyện bình thường chứ có gì đâu. À, trên bếp anh em stream 10 phút thôi đó, tí đưa gia đình đi ăn. Tí đưa gia đình đi ăn anh em à. Sao anh xóa status vậy? Cái hình đó nó cũ rồi em à, cái hình đó nó cũ rồi đó, nên là anh xóa cái hình đó anh đăng rồi đó. Mấy vợ tôi mới đi xin về xong là mua cho tôi mấy cái áo, nói chung là nó cũng đẹp lắm. Xong rồi để mấy hôm nữa mà tôi có đi chơi á, tôi mặc tôi chụp hình cho nó flex. Nó flex, anh em hiểu không? Nó flex đó, chụp một cái hình mới cho nhìn nó đẹp đẹp đã. Còn cái hình hôm bữa là đăng rồi. Đăng rồi anh em ạ. À. Cảm ơn thấy đẹp em trai. Em có một thắc mắc, anh lấy đâu ra bốn chân thế mặt cười? Hai chân nè, ha? Hai chân nè, chân giữa nè, là ba chân rồi đúng không? Chân thành nữa nè. Đúng không, thế là bốn chân đúng không? Hai chân anh đi một cái chân giữa nè, với lại cái chân thành của anh nữa là bốn chân đúng không em? Yes sir. Chứ mà nghĩ mấy tao là chó gì tao có bốn chân có mày á mày. Anh độ Messi là fan Tottenham á, anh độ Messi là fan Real nhá, anh độ Messi là fan câu lạc bộ nhá, là fan Real. Nhưng cầu thủ mà anh độ thích nhất lại là Messi. Thế nó mới ác cái chứ. Hôm bữa qua nhà anh Độ chơi, Khoa có tâm sự với anh Độ mà tự nhiên cái lúc đó Khoa hỏi là anh Độ ơi, Ronaldo or Messi? Anh Độ bảo Messi. Nhưng mà trong khi anh Độ rất thích Real. Không hiểu sao, nhưng mà tôi cũng thích Messi, tôi cũng thích Messi này mà, tôi cực kỳ là respect Messi luôn. Vượt khó, tại vì ngày xưa tôi nói chung là tôi cũng xem lại cái lịch sử của Messi á, là kiểu là cái cơ địa không có phát triển được đó anh em, là phải tiêm chích cái gì để mà phát triển cái cơ địa, cái thể hình để mà đá bóng á, thầy đỉnh vãi liền thầy Messi. Còn những cái cầu thủ khác là người ta có cái tạng người, người ta có cái thể hình nó tốt của anh em hiểu không, còn Messi là kiểu là phải các thứ đồ nó phục Messi mãi liền thầy. Độ nhưng thích Messi mặt cười. Cảm ơn tôi tin pin nha, cảm ơn tôi tin pin, cảm ơn rất nhiều. Quầy anh Bảy, anh Ben chửi anh Bảy như vậy mà anh Ben chưa mất Facebook nha. Quầy chính ra Facebook của anh Ben là bảo kê tốt phết đó chứ. Xịn đó anh Ben ơi, Facebook Nguyễn Quang Thận là nói chung là bảo kê tốt nha, đỉnh phết. Chửi anh Bảy mà không mất Facebook luôn, giống như anh Ba mà chửi Messi cái mất Facebook liền. Anh King chửi anh Bảy mất Facebook liền. E ban muốn bệnh. Cảm ơn đau răng nha. Cái gì kết đẻo nè em, nói tào lao. Cảm ơn Apple nha, cảm ơn Apple, cảm ơn em rất nhiều. Anh Bo chơi game FPS nào cũng ngon, chắc anh đã già so với thời 2019. Rambo, Solo, CSGO, Bino. Có không ta? À, em vào chuyển anh 10.000 đi em ơi. Đẩy bắn đéo đi. Thấy à? Mặt trước. À, hôm bữa là Khoa, một năm trước là Khoa có solo CSGO với một trong những gọi là game thủ, một KOL của CF. Nói chung là thầy cũng level 10, thầy bắn cũng kinh, nhưng mà thầy nói chung là anh Khoa cũng có nhiều túi, anh Khoa bỏ túi thầy luôn. Luôn mà. Refire đi ơi. Nè, anh Khoa. Refire. Anh Khoa. Nói chung là nó cũng bình thường thôi. Cái thời mà anh Khoa còn chơi hát. Bắn thắng ông già có gì que ta ơi. Hả? Nói chung là cũng bình thường thôi. Rao là mấy? Thầy gỡ một rao này. Đó. Tôi có clip highlight set go không trời? Rambo. Symbol xem stream anh Bo.
Dev và thầy Bido há hốc mồm trước màn trình diễn 41 kill của Rambo. Thời đó năm trước rồi, anh hãy tự chấp nhận mình bây giờ non như mặt trời. Mà sao lúc này không, ui, bây giờ là tôi đổi lên màn hình 2K rồi nên là khó bắn lắm. Ngày xưa là tôi bắn màn hình HD thì tôi chỉnh cái gì mà 1440 gì đó nó rất là dễ bắn, cái đầu nó to, cái đầu nó to rất là dễ bắn, anh em hiểu không? Nhưng mà bây giờ tôi bắn 2K không à, tôi bắn 2K khó bắn vậy liền. Ui dồi ôi, 36 lại cũng thấy hai tay qua đó nha. Hai như nào, 2K khó bắn lắm mà. Yes, mà 2K khó bắn thật. Mà sao tôi kéo có một clip CSGO nào highlight chân gì trời. 1 triệu. Ờ đây, 1 triệu đúng không? 1 triệu bây giờ đi. Tôi kênh của tôi mà được 1 triệu sub ở trên Nemo ấy, tôi hứa với mau mà tôi giveaway con iPhone này tôi làm được. Với lại là hôm đấy mình mở 300k, nếu mà chưa ra giao mình mở thêm 100k nữa là 400k. Còn trong khi 300k đó ra giao rồi thì thôi. Dạ sao không ăn mừng, mới ăn mừng chịu sắp cho nó bùng nổ cái đó. Nên là anh em nào mà chưa subscribe thì cho Khoa xin một subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, 968.000 sắp rồi. Lưu lại, lưu lại, Khoa nói được là làm được. Ngày nào bé nhỏ ăn chơi chẳng một suy nghĩ, tụ tập ăn chơi cùng với đám bạn bè, hút bô đà chơi đánh bóng đá gà, đêm đêm con vô vũ trường bay lăng, chẳng nghĩ tương lai, cầm tiền sống với anh em bạn bè đúng nghĩa. Giờ thì xa cơ chẳng ai hỏi câu nào, sống nghĩa tình để đổi lấy được gì, anh em bạn bè gì toàn tâm tình, sống quá tâm mà. Ngày nào còn thời mình đi bó, xung quanh ta luôn là bạn hữu. Nói chuyện tình chuyện nghĩa, nói cái gì xong chết, anh em bên nhà một điều thuốc chia hai ba thằng. Tôi hát bài Biệt Chi Kỷ hay bị lên trình luôn rồi đó. Tại vì nói chung là anh em trong đây là thế hệ Gen Z không à, 2K mấy không à. Chỉ có mấy anh 8X, mấy anh 9 mấy thì nghe mấy cái nhạc xã hội này nói chung là nó mới hợp. Chứ bây giờ anh em Gen Z lo học không à, chứ đâu có xã hội đâu, đúng không? Tôi hát nghiêm túc bài này cho anh em nha, như thu phòng luôn. Anh em xã hội, nó anh em xã hội xăm mình đội nón để mất kiến không à. Mình anh em chi kỷ, có vui bắn vui cùng nhau. Mình anh em chi kỷ, đời thua tôi vẫn bên bằng. Để cho huynh quang hay lời trái ngang, khúc cua hoặc khiên chúng ta suy tàn. Chi kỷ bên nhau không tính hơn thua, sẽ không đổi thay. Nghe này, nghe này, nghe này, anh em này, anh em nghe này. Chữ tình đâu dễ mua, bằng tiền đâu. Nghèo khó gắn bó đi lên, phải đi cùng nhau. Vượt sóng gió dẫu có khó khăn, vẫn luôn kề vai, quyết không hài lòng. Chỉ có quan tâm, ông luôn chiếu soi tâm lòng ta. Tiền ta sẽ mua được cuộc chơi, còn nghèo khó chúng ghét chúng kinh, biểu môi cười chê. Đời là thế lắm kẻ tiểu nhân, cuối khoanh già thưa thốt câu lọc lừa. Ta trắng tay anh em
đổi thay. Mấy cái bài làm thương hiệu qua hát ra được hai con dao phải làm lên thương hiệu chứ. Thôi anh Bô ơi, em xin anh. Rider. Em Bô đến tìm anh Độ, tìm một ly cà phê. Xe anh để trước nhà, nhà nhỏ mà xe to. Anh luôn sống như vậy sao? Anh Độ nói đừng có lo, anh mới mua căn kế bên để bên chiếc xe mà anh mới có. Anh Bô mày từ từ cho thông thả, giới thiệu Bô góc phòng và kể những nỗi nói lòng rằng anh đã sống ra sao. Trước anh ở nhà thuê, giờ anh mới mua được nhà có cuộc sống mà nhiều người mê. Nói giỡn hay nói thiệt? Yeah, anh nói giỡn. Trời ơi là trời. Cái gì mà đang hát mà cướp mic ca sĩ vậy đấy? Gì à, giờ đi đâu à? Chăm chi. Dạo này nó có nghe nhạc thiếu nhi nào mới không vậy? Chào cô chú chưa? Con chào cô chú chưa? Ghét quá. Cú. Nhìn quay mới xa nó 10 ngày mà tôi nhìn nó lớn tới ghê luôn mấy ông. Mới xa 10 ngày mà nhìn nó lớn được kỳ luôn. Ê, hư của tôi đó nha. Cái mặt này nè, cái mặt thấy ghê quá, mặt thấy ghét. Chị Sáu với chị Bảy á, đâu chị Bảy đâu? À, chị Bảy có nghĩa là mặc áo Ronaldo á. Ronaldo F Messi. Ronaldo F Messi. Ê, anh có một cái thắc mắc đó giờ. Không, anh hỏi nghiêm túc chứ không có chiêu em. Có nghĩa là vợ cao 1m72 đúng không? Ừ. À? Xin nữa mà tại sao mình không đi thi người mẫu em? Mình thi hoa hậu. Có công đậu hả? Ừ. Chứ không phải gớt hả? Có biết tiếng Anh đâu thi hoa hậu má. Hoa hậu đâu còn tiếng Anh. Trời ơi, hoa hậu bây giờ người ta hoa hậu, đã là hoa hậu là phải giỏi. Cái gì cũng phải biết hết. Ví dụ em thi Miss International ở bên Thái Lan, người ta hỏi mình tiếng Anh em cũng phải trả lời được. Em có biết tiếng Anh đâu mà em đòi thi hoa hậu. Em giỡn mặt với tôi hả? Thi hoa hậu là giữa cửa quen em. Đi xuống chơi mày đi con. Giờ ngồi mắt em đi tiểu đó. Sao ỉa hoài vậy? Đi tiểu má ơi. Đi ỉa. Lầu chỉ. Tương tác với mấy bạn gì mà. Hello. Xong rồi đó. Bé ơi. Đi đâu à? Mình nói dạo này mình mập lên. Điều này mình phải giảm cân thôi. Mình phải giảm cân thôi. Mình phải giảm cân thôi. Nói đi, mình phải giảm cân thôi. Ấy cho con coi nha. Con ấy không? Ai ơi, làm gì đó? Hai mẹ con. Ghê quá. Alo đi, con alo đi. Trời ơi, gãy cái mic của người ta, trời ơi. Ra đi, để anh hát cho vợ nghe bài rồi xuống. Con hát đi. Dạ, tao. Để, vợ thích nghe bài gì? Ngày xưa vợ idol ca sĩ nào nhất? À, vợ tôi thích Big Bang anh em ạ. À. Vợ thích GD đúng không? Sao đừng hát. Vợ tôi thích GD anh em ơi. Vợ tôi thích GD à. Nhưng mà tôi sẽ hát nhạc Sơn Tùng. Vậy đó, tôi thích vậy đó. Không, giờ thích nghe nhạc gì anh hát đúng bài thôi.
đó. Không lẽ cái tuổi thơ của vợ giờ không có nghe ca sĩ nào? Không. Sao vậy? Trời ơi, không lẽ giờ không nghe nhạc của ca sĩ nào hết? Làm gì có vụ đó, vợ ít nhất phải nghe một hai ca sĩ chứ. Nghe làm gì? Rồi, cái anh hát nhạc này nè, chắc chắn là vợ biết luôn. Em biết anh Đàm Vĩnh Hưng không? Em biết Đàm Vĩnh Hưng không? Không. Có Đàm Vĩnh Khoa đây nè em. Từ 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 từ, cho nó qua đây nè vợ. Quay cái ghế qua, quay cái ghế ra. Anh Khoa thử hát giọng gió đi anh. Nhớ xấu xí quá. Ây da. Cái này quen quen ta. Mamana kamana. Từ từ. Không có cái bài nào mà nhảy đi. Không có cái bài nào dành cho con nít vậy nhờ. Bài gì? My phone is on. Bài gì? Anh đã hát tiếng Anh được đâu. Anh hát tiếng Anh được, em cho anh ví dụ coi. Bài gì anh nói thiệt? Hả? Ờ cũng được. Wow, rao nó rao 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 cái gì vậy? Bà bị đu 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 à, bà bị sát đúng không? Bà bị sát nó à, dài quay quay lại cho nó coi xem bà bị sát vợ à, nó khoái luôn á. Thấy bà bị sát không boy? Đây thấy không? Cái nhiệt mà à. Baby do 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 baby do 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 baby do 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 baby do mommy zap 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 zap. Ông bài này khó hát quá. Nó có nghe bài vitamin kỳ đâu, vitamin kỳ không? Cái này nó học cái gì? Ủa sao anh có nói vậy? Nó đang ăn mà. Nó ăn. Thôi xuống đi để anh làm. Trời ơi. Em có xem rap Việt không cho? Nè xuống đi để anh đi làm. Bye bye giờ. Tối nay ăn gì vậy? Bún mắm nêm hả? Trời ơi. Mấy hôm trước anh cũng ăn bún mắm nêm nhưng không ngon vậy. Bà làm gì ai gọi cho bà chứ ai gọi? Không biết sao không? Tại vì bình thường á, ăn bún mắm nêm là có vợ đổ ra cho, vợ đem lên đây anh ăn. Đây ăn cho con. Ăn nó có cái hương vị tình yêu trong đó. Đây. Đó, té nó bây giờ đi kìa. Đi đây, bye bye. Anh đi làm cho các bạn thân yêu đây. Trời ơi là trời. Chào cô chú chưa? Bye bye. Bye bye, cho tập cho nó bye bye vợ. Bye bye lấy cái tài nữa. Ừ. Bye bye. Bye bye. Bye bye ra đi. Bye bye. Ừ bye bye đi đi. Thầy ghét thiệt chứ. Thôi trở lại chuyên mục livestream bình thường anh em nhé. Quậy quá quậy rồi. Jack 100 củ ra đời từ đó và khác hẳn với Jack 5 củ tại Việt Nam ạ. Thôi, nghe nó sai sai ta. Jack 100 củ ra đời từ đó và khác hẳn với Jack 5 củ tại Việt Nam ạ. Ê, quay quay, va chạm vậy, va chạm vậy nấy. Con mẹ cay quá cả đời. Này là sao? Nhạc nịnh. Ê ê ê ê ê, mày va đúng không? Má tao sạch mà không có tính gì với tao. Tao sạch mà không có tính gì với tao. Chỉ mình chị Lan mà em mày thấy va. Chị đòi tăng lương mãi. Mày va đúng em không? Em thấy thất vọng về anh quá. Từ từ.
Ủa sao có vậy? Sao có vậy? Sao có vậy ta? Khổ chê nói từ. Ủa? À ví dụ à? Ví dụ. Ủa? Dụ dụ dỗ được à? Ủa? Mẹ sao dụ dỗ không được? What the fuck? À nó có chỉ dụ đây, mình chỉ dỗ qua đúng không? Công cộng, cộng đồng, đồng đội, đội kèn, kèn hát, hát ca, hát ca, hát hò, hò sơ, sơ muối, sơ 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 gì ta? Sơ gì là sơ mi? Đang ngủ, ngủ ngon. Ngon ngơ. Chết mẹ rồi. À, Kiên Bino. Còn mày. Ơ kìa à, đúng. Đặc thù, thù địch. Địch họa. Họa mi. Sự vũ. Con mà mày chết rồi, anh em ơi, vũ gì ta? Vũ phu à. Vũ phu. Vũ phu đúng không anh em? Chết mẹ rồi, vũ gì trời? Vũ vũ gì? Vũ đồ á. Vũ, vũ vô phải vũ. Thề mấy ông khờ dại, từ từ nha. Khờ dại. Dại dại dột. Dại dột. Quả hay tài sản. À, sản đá. Ơ kìa. Sản khoái. Ơ kìa. Sản 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 gì ta? Sản xuất. Xuất lễ, lễ nghĩa. Nghĩa hẹp, hẹp hòi. Hẹp hòi. Vui mừng, mừng mừng gì ta? Mừng 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 vui. Mừng mừng hút. Yeah. Sắp xếp. Xếp loại. Loại từ, từ ngữ. Ngữ cảnh. Cảnh đẹp. Cảnh cảnh gì trời? Cảnh cảnh từ từ nha, đâu có suy nghĩ coi. Cảnh giới. Yeah. Giới nghiêm, nghiêm khắc. Quá đỉnh bồ ơi, khắc sâu. Sâu 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 ở lộn rồi. Sâu 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 sắc. Dạ sơ. Sắc phong, phong tục. Tục huyền. Huyền 24. Tục huyền, huyền ảo. Đấy. Ảo dâm, dâm tà. Tà dâm, dâm tạc. Có mẹ cái từ dâm tạc được mà kìa. Trời sao không gọi là dâm dục nha. Ờ dâm dục cũng được đúng không? Ê cuốn à nha. Cuốn nha. Mà game lỏ rồi chứ. Từ từ, nghiêng lẻ đúng không? Lẻ bóc. Lẻ gì ta? Lẻ một lần nữa thôi, một lần nữa thôi. Lẻ loi. Xảo, kỹ xảo à, chết mẹ. Xảo gì ta? Xảo sức. Xảo xé. Xảo xảo. Xảo huyệt á. Xảo huyệt. À, rơi vào xảo huyệt đúng không? À, cổ phần. Phần tướng. Cứng đầu. Đầu b... Đầu to. Đầu ti thử được không? Đầu ti đéo được, đầu to. Mẹ mày. Đầu ti nó cũng lãi mà. Thề. Tái cà bèo. Bật. Lần cuối nha. Bật thang. Thang máy. Máy phay. Chết mày, từ phay này chết luôn rồi. Từ phay này là chết luôn rồi anh em ơi. Phay fashionista. Phay phay. Phay bút. Phay phẩy. Yeah. Thông chi. Chi thức.
Đó, sao làm khó được Khoa được. Thức tỉnh, tỉnh táo, sao làm khó qua được. Táo bạo, bạo danh, dâm mô. Ô kìa, nguyên do, do tham, tham máu, báu, báu đớp. Nếu được báo nhờ, báo báo gì ta, báo báo nhà, báo đời, báo đời đéo được, báo chí, báo chí, ơ kìa, báo chí đéo được luôn, báo đời đéo được luôn, báo gì ta, báo chí, dạ sơ lỗi qua lỗi qua, chí hòa, hòa giải, giải oan, oan nghiệp, nghiệp đòn, đòn kết, kết chú, chú chip, kết chú gì ta, kết chú ba chú gì nhờ, chú chip, chú ý, ý dĩ, dĩ hòa, con mẹ mà dĩ hòa vi quý được mà cái game lộn này mà nói từ online nói cái dĩ hòa dĩ quý dĩ vãng. Ờ đúng nhờ, dĩ vãng mà Khoa chơi vào lại lần nữa đi, cuốn thật. Phân sự, sự cố, lần cuối nha, cố hữu, hữu tình, tình lan, lan can, lan can, lan nè, có lan can là được mà ta, lan thang, thang gác, gác máy, máy lửa, lửa chùa. Con ma à, mày thề cái game lửa chùa là một trong những con game nổi tiếng tại Việt Nam mà đéo biết à, đúng không? Lửa chạy, chạy hè, 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 hè gì ta, hè, 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 hè gì ta, chết mẹ cái hè phố, trời sao làm khó được Khoa. Phố xá, xá tỷ ở lòng xá, xá lại à, xá lại được không ta, xá lại đéo được, xá xíu, độc ác, ác độc, ác nhân, ác nhân hay là ác nhân ta, ác nhân, ừ, nhân đạo, đạo, đạo chích, đạo gì ta, đạo, đạo vụ, đạo vụ được không ta, đạo đức đi, đức tông mà, tông, tông, tông sẽ tông được không ta, tông, 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 tông gì nhờ, tông môn, đúng, dễ quá, môn quan à, quan chức, chức tước, tước bằng, con mai e mà cái game này. Tức vị, tức bằng, tức bằng được mà anh em, đúng không? Trời ơi, đéo chơi nữa mà game cay thật. Game này vui á, game này vui á, hôm nào chơi được. Cảm ơn em, game vui.